Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ đến với bài ôn tập của chương 6. Thì đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng nhìn vào phần nghe nhé. Listening. Listen and write. No, now listen. Look at the form. Listen. There is one example. Trước khi nghe và để các bạn điền đúng thì đầu tiên chúng ta sẽ phải có một thời gian khoảng 1 phút để chúng ta nhìn cái form này. À, chúng ta có medical report, đúng không nào? Chúng ta có tên bệnh nhân là Bill Smith. Chúng ta có tên bác sĩ là Murphy, Dr. Murphy. Chúng ta có địa chỉ address, 21B Baker Street, Greenwood. Chúng ta có age là tuổi này. Thì ở đây câu đầu tiên mình cần một con số, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nghe xem là số bao nhiêu. Cái vấn đề là gì? I hurt my. Đằng sau của mình cần một danh từ chỉ bộ phận trên cơ thể, đúng không nào? I hurt my da, 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 and my da, da, da. Bạn ấy làm sao lại bạn ấy bị như thế, đúng không? Tại vì tôi chơi bóng đá hoặc tôi chơi bất kỳ môn thể thao nào đó. Vậy thì trước khi để nghe và điền được thì đầu tiên yêu cầu các bạn sẽ phải đọc bài mẫu, đọc bài một lần, xem là những thứ chúng ta cần điền vào ô là gì, danh từ, động từ, tính từ hay số tuổi hay số đếm hay là cái gì đó, đúng không nào? Sau đó thì mình mới nghe nhá. Thì ok, các bạn đã phân tích rồi, bây giờ cô và các bạn cùng nghe nhá. What's your name please? No, what's your name? My name is Bill Smith. My name Bill Smith. Smith? Smith. S-M-I-T-H. That's right. Can you see the answer? Rồi, Bill Smith. Vậy thì thường thường là khi mà cái tên này, khi một cái danh từ riêng này, tên riêng thì thường thường người ta sẽ đánh vần cho các bạn. Vậy nên là mình chỉ cần chú ý thôi là mình sẽ đánh vần được, đúng không nào? Mình sẽ có Bill Smith. S-M-I-T-H. Được chưa? Next one. This is an example. Now listen and write. Rồi. One. And how old are you, Bill? I'm 11. Ah, how old are you, Bill? I'm 11. Nghe được chưa? I'm 11. 11. 11. Rồi. Tiếp nhá. Pardon? I'm 11 years old. I'm 11 years old. 2. Have you hurt yourself? Yes, I have. What's the matter? I hurt my arm. Ouch! 3. What else? And I hurt my back. Your back? Yep. I hurt my arms and my back. Được chưa? Vậy thì mình sẽ có ở đây là I hurt my arm. This one. Arms and my back. Cái lưng á. Đúng không nào? Rồi. Tiếp nhá, câu 4 này. Yes, that's right. I hurt them both. That's right. 4. How did you hurt your arm and your back? When I played basketball, I jumped and fell on the ground. When I played basketball, đúng không? Basketball. Basketball. Được chưa? Rồi, thì chúng ta có câu này là quả xong rồi, đúng không nào? Basketball. 11. Back. Arm. Được chưa? Rồi, chúng ta chuyển vào phần tiếp theo nha. Phần đọc và phần viết thì ở đây chúng ta sẽ nhìn bức tranh và sau đó mình sẽ có những cái gì? Câu đầu tiên, in this game you hit a ball with a bat. Chúng ta sẽ choose the correct words and write them on lines. Chúng ta sẽ chọn cái từ thích hợp và chúng ta điền vào ô trống, được chưa? Vậy thì chúng ta có là trong cái trò chơi này thì bạn phải đánh cái bóng với một cái gì nhỉ? Cái vợt with a bat. Thì câu đầu tiên mình sẽ có gì nhỉ? À, với một cái chày, đúng không? Mình sẽ có là bat, cái chày. Thì mình sẽ có là baseball. Câu 2, in this game you kick a ball into a goal to score. Trong cái trò chơi này thì bạn đá quả bóng vào cái khung thành để ghi điểm. Thì mình sẽ có là soccer, được chưa? You shouldn't do this all the time. You should go outside. You shouldn't do this all the time. You should go outside. Bạn không nên làm cái điều này cả ngày, mà bạn phải nên đi ra ngoài chơi đi. Thì câu 3 mình sẽ có là watch TV. You shouldn't watch TV all the time. Đúng không nào? Chúng ta có câu đầu tiên, câu 4 mình sẽ có là he chấm chấm brushes. Thì mình sẽ có một cái trạng từ chỉ tần suất ở đây, đúng không? Và trong tất cả từ này thì mình chỉ nhìn thấy mỗi từ always là chỉ tần suất thôi. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ có là he always brushes his teeth in the morning. He always brushes his teeth in the morning. Được chưa? Rồi, vậy thì cái bài của chúng mình như thế thôi nhá. Chuyển qua phần tiếp theo này. Song. Chúng ta sẽ có một phần game.
Thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ giải thích ra ba cái ký hiệu. Thứ nhất là hình vuông màu vàng. What happened? I fell and hurt my elbow. Tôi bị ngã và đau cái khuỷu tay của tôi, đúng không? Cái điều gì đã xảy ra vậy? What happened? Câu 2, mình có you shouldn't play mobile games. Bạn không nên chơi điện tử đâu, không nên chơi trò chơi trên điện thoại đâu, đúng không? Mình có câu 3, how often do you play table tennis? I always play table tennis. Hình tam giác màu xanh, mình có câu hỏi về tần suất, đúng không nào? Bạn chơi môn thể thao này như thế nào, đúng không? Cái tần suất của bạn chơi như thế nào? How often do you play tennis? I always play tennis. Được chưa? Thì câu này, how often do you eat fruit? I usually eat fruit. Được câu này, đúng không? Câu này, how often do you go outside? Đúng không? Hoặc how often do you do exercise? Thể dục, do exercise. Được chưa? Rồi, thì đó thôi, nội dung của phần bài này thôi. Chúng ta sẽ chơi như XO chẳng hạn, đúng không? Một dấu X này, tích ở đây nữa. Tích ở đây là mình winner rồi, đúng không? Rồi, vậy thì các bạn sẽ chơi ở nhà và chờ lớp cho cô nhé. Chuyển qua phần tiếp theo này, là phần tổng kết bài học. Vậy thì sau bài này các bạn phải làm được gì? Thứ nhất là các bạn phải đưa ra lời khuyên cho ai đó. I can give advice to someone. Lời khuyên, mình có danh từ lời khuyên, advice. Ending sound, advice. I can talk about what I'm going to do. I can talk about what I'm gonna do. Tôi có thể nói về việc mà tôi sắp sửa làm. I'm gonna do. Thứ ba là mình có thể nói về how often I do something. Có thể nói về tần suất tôi làm một vài thứ như thế nào. I can say how often I do something. I can say how something happened. Tôi có thể nói về một thứ nó xảy ra như thế nào, đúng không? Những cái sự việc đó xảy ra như thế nào thì mình sẽ có là I can say how something happened. Được chưa? Rồi thì sau bài này cô mong rằng các bạn cũng sẽ nói được hết cả cho cô nhá. Vậy thì bài này của mình đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nha. Bye bye.